Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ tư ngày 21 tháng 3 có những tin chính. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông toàn quốc quý 1 năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt đồng bộ hơn nữa các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tiếp tục thông tin về sự cố rò rỉ đập thủy điện sông Chanh 2. Nhật Bản tuyên bố sẽ xem xét việc triển khai tên lửa đánh chặn cả trên biển và trên đất liền để bắn hạ vệ tinh của Triều Tiên nếu tên lửa của nước này vi phạm không phận của Nhật Bản. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Farid Al-Anzi, đại sứ Cộng hòa Iraq tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Tại buổi tiếp, đại sứ Farid Al-Anzi đã cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác và bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Ngài đại sứ khẳng định trong chính sách đối ngoại, Iraq rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Nhân dân Iraq luôn ngưỡng mộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngài đại sứ mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm cùng tham gia vào công cuộc tái thiết đất nước của Iraq. Giữa hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác không chỉ trên lĩnh vực dầu khí. Đại sứ tin tưởng kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt và vượt ngưỡng 1 tỷ đô la của thời điểm trước đây. Ngài đại sứ khẳng định Iraq ủng hộ Việt Nam sớm mở lại sứ quán tại Baghdad. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngài đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời mong muốn dù ở cương vị nào, ngài đại sứ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi những thành tựu quan trọng của nhân dân Iraq. Thời gian gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước có bước phát triển tích cực, đặc biệt là thành công của kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp tại Baghdad hồi tháng 5 năm 2011. Chủ tịch nước mong muốn hai nước sẽ tăng cường quan hệ cấp cao và các cấp, hợp tác chặt chẽ tìm giải pháp nâng cao kim ngạch thương mại song phương, đề nghị Iraq tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ Việt Nam sớm khôi phục hoạt động của đại sứ quán tại Baghdad. Qua ngài đại sứ, chủ tịch nước mời tổng thống đương nhiệm Iraq sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc đất nước Iraq nhanh chóng ổn định, có bước phát triển mới. Sáng nay tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Myanmar do Tổng thống Thein Sein dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Myanmar. Tổng thống Thein Sein bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng thống Myanmar. Mục đích của chuyến thăm này là củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Tổng thống Myanmar đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả của hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, hai bên đã nhất trí trao đổi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tổng thống Thein Sein khẳng định Myanmar sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại Myanmar. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Quốc hội Myanmar trên các lĩnh vực song phương và đa phương. Nhân dịp này, qua Tổng thống Thein Sein, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Myanmar, bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị để hai bên trao đổi kinh nghiệm hợp tác nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông toàn quốc quý 1 năm 2012. Tham dự hội nghị có các thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đại diện các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Đánh giá sơ kết tại hội nghị cho thấy, trong gần 3 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm mạnh ở 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 4 địa phương là Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Lai Châu đã giảm được trên 50% số người chết vì tai nạn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông và trật tự đô thị tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những chuyển biến tích cực.
Đạt được kết quả này là do công tác chỉ đạo điều hành của các tỉnh, thành phố đã có nhiều đổi mới, chủ động gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng đã được thực hiện một cách cương quyết và triệt để hơn. Lĩnh vực mà xử phạt thì năm nay là chúng tôi có cái thường xuyên là phải kiểm tra vấn đề cái xử phạt hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Những cái đơn vị và những cái địa bàn trọng điểm là chúng tôi hết sức tập trung, và những cái hạn chế trong cái vấn đề cái từ cái phạt xử phạt rất nặng thì sẽ hạn chế được những cái tiêu cực trong cái lực lượng công an nhân dân. Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng trong 2 tháng đầu năm nay vẫn có đến 1.665 người chết vì tai nạn. Vẫn còn một số địa phương số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông tăng cao như Quảng Ngãi, tăng tới trên 46,2%. Thêm vào đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, gây nhiều bức xúc cho người dân và xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương, các bộ ngành trong thời gian tới tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm giảm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở mức thấp nhất. Chúng tôi sẽ báo cáo với Quốc hội, với Chính phủ có những cái quy phạm pháp luật để mà tăng cái chế tài xử phạt, rồi giảm phương tiện cá nhân đang đặt ra trong thời gian đến. Tóm lại, công việc này rất quan trọng bởi vì ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Cho nên, biện pháp phải đồng bộ và quyết liệt, cụ thể thì hy vọng rằng năm an toàn giao thông quốc gia sẽ thành công. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, nếu tiếp tục phát huy được những kết quả như trong quý 1 này, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2012 sẽ không dừng ở mục tiêu giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như Quốc hội đã đề ra, mà còn có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 127 Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, các lực lượng chức năng cả nước để tổng kết hoạt động trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2011 và thống nhất các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2012. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Theo thông tin từ hội nghị, năm 2011, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại cả nước xử phạt và tịch thu lượng hàng lậu với tổng trị giá hơn 5.400 tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm 2010. Tuy nhiên, chỉ tính riêng tình trạng buôn lậu thuốc lá đã gây thiệt hại cho sản xuất trong nước gần 4.000 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ lượng hàng lậu bị phát hiện và thu giữ là rất nhỏ so với số đã thẩm lậu vào nội địa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu trong thời gian sớm nhất, Ban chỉ đạo 127 Trung ương phải đưa ra các giải pháp đấu tranh hữu hiệu hơn, nhất là với hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia. Đấu tranh với các cái tổ chức buôn lậu hàng giả gian lận thương mại quy mô lớn xuyên quốc gia thì chúng ta nhận xét là chúng ta còn rất là yếu. Thì trong cái thời gian tới đây thì chúng ta phải đưa ra được các cái giải pháp phối hợp các cơ quan với nhau. Đấy. Thì đúng là các ông chí biết là các ông chí phải phân ra được là cái lực lượng nào là cái lực lượng lớn, buôn lậu lớn, quy mô cỡ lớn và những cái lực lượng nhỏ lẻ để chúng ta có các cái giải pháp riêng biệt đối với từng mặt hàng, đối với từng ngành hàng, đối với từng địa phương và đối với từng cái nhóm buôn lậu. Ban chỉ đạo 127 Trung ương thừa nhận chưa hoàn thành tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2011. Nguyên nhân là nhiều bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan đang bị nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng để buôn lậu. Trong khi đó thì việc sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn lại quá chậm chạp, nhất là cơ chế chính sách đối với hàng tạm nhập tái xuất. Việc này đã giao cho Bộ Công Thương và đề nghị là Bộ Công Thương, các ông chí tháng 4 này các ông chí trình Thủ tướng Chính phủ. Vừa rồi Bộ Tài chính cũng tham gia vấn đề này thì chúng tôi đề nghị là tập trung đầu mối Bộ Công Thương tập hợp cái ý kiến các đồng chí về các vấn đề tạm nhập tái xuất để chúng ta có quyết định sớm. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu sau hội nghị này, Ban chỉ đạo 127 Trung ương phải có lộ trình cụ thể, gấp rút hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp hơn để các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sản xuất trong nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Nhằm tìm hướng giải quyết các thách thức do nhu cầu năng lượng tăng cao, góp phần định hướng và thúc đẩy thực hiện chính sách năng lượng ở các nước trong khu vực, sáng nay tại Hà Nội đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh năng lượng khu vực châu Á Thái Bình Dương với chủ đề đổi mới điện, cung cấp năng lượng cho một châu Á thịnh vượng. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành năng lượng đến từ 20 nước và cùng nhiều tổ chức quốc tế.
Vấn đề trọng tâm được các đại biểu tập trung phân tích là xây dựng các chiến lược về an ninh năng lượng, phân phối ổn định và cân đối năng lượng giữa các vùng miền và bảo vệ môi trường. Có nhiều giải pháp liên quan đến cung ứng điện, bao gồm sản xuất điện tư nhân được tính đến. Định hướng chính để tính giá điện là phải trang trải được chi phí cung cấp, bao gồm sản xuất mới và đầu tư mạng lưới. Đại diện của các nước cũng dành nhiều thời gian cho vấn đề cơ cấu về nguồn cung năng lượng thế hệ mới, xây dựng thị trường năng lượng và mở rộng việc tiếp cận điện cho tất cả mọi người. Theo các số liệu được công bố sáng nay, thì lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 30 năm trở lại đây. Và như vậy, nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ có thể cạn kiệt vào năm 2040. Cũng trong sáng nay, triển lãm quốc tế lần thứ 2 về các giải pháp năng lượng tái tạo và phân tán đã được khai mạc. Nhà máy điện năng lượng mặt trời, trang trại gió và các phương tiện sản xuất cho mô đun mặt trời là những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất được đưa đến giới thiệu. Diễn ra trong 3 ngày, Enexpo Việt Nam 2012 hướng tới mục tiêu hoàn thiện chính sách phát triển thị trường năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Mục tiêu là tăng thị phần của năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng thương mại sơ cấp từ 3% năm 2010 lên 5% vào năm 2020. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La năm 2011. Bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều vấn đề cần điều chỉnh để dự án đạt mục tiêu trong năm 2012 là vấn đề được các bên đặt ra. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 2 năm nay, các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã hoàn thành kế hoạch di dân trước 2 năm, trong đó đáng chú ý là kết quả di dân đảm bảo an toàn. Với kết quả này, dự án sẽ góp phần đảm bảo đóng điện của tổ máy 2, 3, 4 trước 2 năm, tiết kiệm trên 2 tỷ đô la. Nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới được nhấn mạnh đó là tổ chức sinh kế bền vững cho hơn 20.000 hộ dân tái định cư. Hiện đây là vấn đề nan giải khi phần lớn cuộc sống của bà con còn hết sức khó khăn. Đầu tư hỗ trợ sản xuất và tạo dựng mô hình làm ăn phù hợp với thực tế là việc ba tỉnh sẽ phải giải quyết trong năm nay. Bên cạnh đó, việc thanh quyết toán các công trình tái định cư còn chậm đang là thực tế cần tháo gỡ. Tuy nhiên, một vấn đề lớn gây khó cho các đơn vị thực hiện dự án trong năm nay đó là việc tăng quá lớn vốn đầu tư. Trong khi quyết định 801 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không tăng vốn đầu tư, nhưng năm nay Sơn La cần bổ sung tới 3.500 tỷ đồng, Điện Biên 400 tỷ đồng mới đáp ứng được yêu cầu thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu trong năm 2012. Mới chỉ có hơn 50% tổng số vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp lên trung ương được giải quyết và dự báo tình trạng khiếu nại đông người vượt cấp sẽ ngày càng nhiều hơn nếu chính quyền và các ngành các cấp không đổi mới công tác giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với việc điều chỉnh cơ chế chính sách. Đây là những cảnh báo được đưa ra tại hội nghị về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Người dân sinh sống ổn định lâu dài sẽ dẫn đến nguy cơ. Tại hội nghị, nguyên nhân của tình trạng gia tăng khiếu kiện, tố cáo được ngành thanh tra và lãnh đạo ủy ban các tỉnh thành thẳng thắn chỉ ra, đó là do việc quản lý đất đai còn rất thiếu công khai minh bạch nên đã gây ra 70% số vụ khiếu kiện, chủ yếu là tố cáo cán bộ mất dân chủ, lợi dụng chức quyền để tham nhũng đất đai, trong giải quyết đơn thư khiếu tố còn biểu hiện chưa làm hết trách nhiệm. Chúng ta thực hiện cái quy trình thủ tục công khai dân chủ minh bạch trong cái việc mà thực hiện thu hồi đất là chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Thậm chí có nơi làm chưa đúng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của một số địa phương, một số ngành là thực hiện chưa được đầy đủ, chưa đúng. Có những cái trường hợp là chúng ta thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh. Thanh tra Chính phủ cho rằng để khắc phục được tình trạng trên thì công tác tiếp dân phải được gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách triệt để, có kết quả rõ ràng, không để khiếu kiện vòng vo. Bên cạnh đó, cán bộ các cấp, nhất là các địa phương cần phải lắng nghe dân để thấy rõ nguyên nhân phát sinh khiếu kiện, để điều chỉnh cơ chế chính sách theo hướng ưu tiên quyền lợi chính đáng của người dân. Phải xem xét, phải điều chỉnh những cái chưa phù hợp về cơ chế, về chính sách, những vấn đề cụ thể để làm cho người dân đỡ thiệt thòi, đỡ bức xúc. Và đồng thời chúng ta cũng phải tạo cái điều kiện để người dân người ta đồng thuận với chính quyền trong cái việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Quan điểm là giải quyết dứt điểm vụ việc, chứ không phải là giải quyết là hết thẩm quyền. Bởi vì hết thẩm quyền nhưng mà dân người ta còn vẫn khiếu nại, thì trách nhiệm chúng ta vẫn phải giải quyết. Phải kiên trì và trực tiếp đối thoại dân một cách công khai, dân chủ, minh bạch trong thực hiện chính sách cũng như trong cái giải quyết nếu như có tố cáo khiếu nại, và kiên trì đặc biệt là lưu tâm lắng nghe, luôn lắng nghe ý kiến của dân và để rồi trên cơ sở đó giải quyết thế nào một cách nó thấu đáo, thấu lý vẹn tình để đạt được cái mục tiêu đó, và với phương châm phấn đấu là sẽ không để xảy ra cái khiếu kiện đông người
và không để ra những cái điểm nóng. Mình kịp thời chỉnh sửa, đề xuất, sửa đổi bổ sung vào các cơ chế sách cho nó phù hợp với lòng dân. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho rằng cần sớm xây dựng luật biểu tình và xây dựng bộ luật đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường để làm cơ sở giải quyết những khiếu kiện chính đáng hiện nay của người dân, cũng như đấu tranh, xử lý việc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để gây rối. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất xung quanh sự cố rò rỉ gần thủy điện Sông Chanh 2. Bệnh tay chân miệng đang tiếp tục diễn biến khó lường tại cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhằm khôi phục lại hoạt động kinh tế xã hội của vùng bị thiên tai, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại các thiết bị được sản xuất bởi các doanh nghiệp thuộc vùng bị thiên tai cho các nước, trong đó có Việt Nam. Chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận công hàm trao đổi về viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản với tổng trị giá 300 triệu yên. Các sản phẩm thuộc gói viện trợ nói trên bao gồm phần lớn các trang thiết bị hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác đào tạo huấn luyện hàng các chuyên ngành hàng hải, điện tàu thủy, cơ khí đóng tàu, môi trường biển và một số thiết bị duy tu đường sắt. Sau khi công hàm trao đổi được ký kết, khoản viện trợ sẽ được đưa vào triển khai ngay trong đầu tháng 4. Thời gian triển khai khoản viện trợ dự kiến là 1 năm và sẽ kết thúc vào cuối quý 1 năm sau. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối năm 2011, nợ nước ngoài của Việt Nam ước tính khoảng 50 tỷ đô la, bằng 41,5% GDP năm 2011 và nằm trong phạm vi giới hạn an toàn theo nghị quyết của Quốc hội. Theo đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam là nước có mức nợ nằm trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ. Xét về khía cạnh bền vững, Bộ Tài chính khẳng định trong cơ cấu nợ của Việt Nam thì nợ vay dài hạn, lãi suất ưu đãi là chủ yếu, vay ODA chiếm 75% tổng số nợ. Điển hình là khoản vay của Ngân hàng Thế giới có thời hạn 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, mức lãi suất là 0,75% một năm. Khoản vay của ADB có thời hạn 30 năm, trong đó 10 năm ân hạn, lãi suất 1% một năm. Các khoản vay của Nhật Bản có thời hạn 30 năm, trong đó 10 năm ân hạn và mức lãi suất khoảng từ 1 đến 2% một năm. Và hiện nay các khoản nợ đến hạn cả trong nước và nước ngoài đều được thanh toán đầy đủ, không có nợ xấu. Cơ cấu huy động vốn vay trong và ngoài nước đã có sự thay đổi theo hướng tỷ trọng nợ nước ngoài giảm và tỷ trọng nợ trong nước tăng lên. So với các nước đang phát triển có cùng hệ số tín nhiệm BB thì chỉ số nợ của Việt Nam là ở mức trung bình. Tham dự hội nghị cấp cao Trung Quốc Ấn Độ tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày hôm qua, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde đã cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã có dấu hiệu ổn định, song tình trạng nợ công chồng chất của một số quốc gia phát triển và hiện tượng giá dầu tăng cao vẫn là những rủi ro đáng quan ngại. Theo Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde, có những quan ngại trên toàn cầu rằng sự căng thẳng về nguồn cung dầu mỏ có thể dẫn đến tình trạng giá dầu leo thang. Trong 3 tháng qua, giá dầu thô đã tăng gần 18% sau khi căng thẳng bùng phát giữa Iran và phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của nước này. Điều mà ai cũng quan ngại hiện nay là giá dầu. Liệu có thể xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế do vấn đề giá dầu tăng bởi những căng thẳng liên quan đến nguồn cung hay không? Đó là điều cả thế giới đang hết sức quan ngại. Cũng theo bà Lagarde, nền kinh tế toàn cầu đã thoát ra khỏi vực sâu, nhưng những rủi ro vẫn còn và có thể đẩy thế giới bước vào một cuộc suy thoái khác. Những rủi ro đó, ngoài giá dầu leo thang, còn là sự yếu kém của các hệ thống tài chính trên thế giới do nợ công chồng chất và nhất là đà tăng trưởng ngoạn mục của các nền kinh tế mới nổi bị chững lại. Vì thế, bà Lagarde kêu gọi những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ cần định hướng những chính sách kinh tế vĩ mô để duy trì tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều ngày nay, hàng nghìn người dân vùng hạ lưu công trình thủy điện Sông Chanh 2 ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang rất lo lắng vì phát hiện thấy nhiều vết nứt rò rỉ nước ở thân đập chính của công trình thủy điện Sông Chanh 2. Ngay trong chiều nay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng. Công văn nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao cho các cơ quan này nhiệm vụ phải khẩn trương kiểm tra và có giải pháp khắc phục việc thấm nước xảy ra tại đập thủy điện Sông Chanh 2 để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Biên tập viên Văn Thành sẽ trình bày rõ hơn về sự việc này. Xin mời anh Văn Thành ạ. Xin cảm ơn chị Văn Anh. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Một cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam với Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 và đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ đã đưa ra những nhận định đầu tiên về sự cố xảy ra tại đập ngăn nước của Thủy điện Sông Chanh 2 thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước buổi làm việc, thì đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu nhà nước cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến tận hiện trường, vào trong hầm đập và lên mặt đập để tiếp cận các điểm nước tuôn trào. Hiện nay những điểm xảy ra rò rỉ nước dù đã được xử lý nhưng nước vẫn tuôn ra với khối lượng khá lớn. Cuộc làm việc trong chiều nay đã đặt lên bàn mọi câu hỏi mà dư luận đang băn khoăn hiện nay. Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã có những nhận định ban đầu là hiện tượng này sẽ không gây ra nguy cơ vỡ đập. Tuy nhiên, xử lý vấn đề này là cả một quá trình và nếu không xử lý kịp thời thì chất lượng công trình sẽ bị ảnh hưởng. Nó thở ra rất là nhiều. Thôi bây giờ mình không nói nứt nhưng mà nó động đất là cấp 7. Là để đảm bảo an toàn đập tuyệt đối. Thì theo dạng lớn nhất chúng ta đo được gần 30 mm. Việc thông toàn bộ các ống. Nguyên nhân ở đây thì báo cáo chí chúng tôi cũng đã chỉ ra có một cái lỗi về thiết kế là khi cái rãnh thu nước ở phía bên hạ lưu ở trong cái hầm thì nó đầy nước nhưng mà lại không có ống thu nước từ cái rãnh hạ lưu đó để xuống cái tầng hầm cuối cùng để thoát ra ngoài. Như vậy là sau 2 ngày xảy ra sự cố thì đến hôm nay nhân dân cả nước cũng đã có những lý giải ban đầu về sự việc xảy ra tại đập thủy điện Sông Chanh 2 thuộc tỉnh Quảng Nam. Song cũng từ cuộc làm việc chiều nay thì rất nhiều vấn đề đang được đặt ra xung quanh câu chuyện rất nhạy cảm này. Ban quản lý dự án Thủy điện 3, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công trình, tức là những người trong cuộc, những người hiểu rõ nhất bản chất của sự việc thì vẫn khẳng định là công trình đảm bảo chất lượng và hiện tượng rò rỉ nước chỉ là chuyện có trong tính toán thiết kế và tất cả đều đang trong ngưỡng cho phép. Thậm chí họ nói rằng đập nào cũng sẽ bị thấm, vấn đề là thấm ít hay nhiều. Mức thấm 30 lít một giây ở đập Thủy điện Sông Chanh 2 là mức rất là thấp và trong mức cho phép. Trong khi những người chịu trách nhiệm phủ nhận chuyện sự cố xảy ra tại công trình thủy điện thì những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vào ngày hôm kia đã thực sự khiến rất nhiều người sửng sốt. Không thể không sửng sốt bởi vì phía sau cái đập bê tông này là cả một hồ nước chứa của thủy điện Sông Chanh 2 lớn nhất khu vực miền Trung với khoảng 730 triệu mét khối nước và nằm cao hơn khu vực hạ lưu tới 100 mét. Sự việc trở nên nhạy cảm hơn khi chúng ta phải chứng kiến cách xử lý hiện tượng rò rỉ nước ở thân đập một cách thô sơ như thế này. Công nhân bịt các dòng nước rò rỉ bằng vỏ bao tải và xi măng trộn với phụ gia. Để làm rõ hơn những câu chuyện đang diễn ra tại đập thủy điện Sông Chanh 2, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Trần Viết Ngãi là Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Ông Trần Viết Ngãi là người có 40 năm làm việc trong ngành điện và có mặt tại hầu hết tất cả các công trình thủy điện lớn của cả nước. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tới trường quay ngày hôm nay. Thưa ông Trần Viết Ngãi, ông bình luận như thế nào về kết quả xác định ban đầu về nguyên nhân có cái hiện tượng rỉ nước tại đập thủy điện Sông Chanh 2 vừa mà Hội đồng nghiệm thu nhà nước vừa đưa ra? Theo tôi thì mình phải có hai khái niệm, một khái niệm rỉ nước, do nước, hay là khái niệm nước đó chảy ở trong cái đường dạy nhiệt. Thì ở đây là chủ yếu đối với các cái đập bê tông trọng lực mà thi công với công nghệ đầm lăn ấy, thì bao giờ cũng có các cái rãnh nhiệt. Thì các rãnh nhiệt đó để nó phục vụ cho cái việc co giãn của đập, đảm bảo đập luôn luôn an toàn. Thế thì cái sai sót ở đây đấy là do chủ đầu tư, do tư vấn thiết kế giám sát và do ban các nhà thầu thi công là không xử lý triệt để cái rãnh dẫn nhiệt, cái đường ống dẫn nhiệt đó đúng theo thiết kế. Cái đó là cái chính. Và muốn làm được cái đó đấy thì phải làm lúc mà nước chưa dâng lên. Thế bây giờ nước dâng lên rồi, chảy tòe loét ra rồi mà cái việc xử lý đường ống đó không đúng theo quy phạm kỹ thuật. Mà đường ống đó đấy phải đường ống được thiết kế theo đúng bản vẽ thiết kế là một. Thứ hai là phía trong là phải bọc cái loại nhựa chất dẻo, cái nhựa đó đàn hồi được theo cái độ giãn nở của bê tông. Thế còn đối với cái việc mà để cho tình trạng nước chảy ra như thế này thì có khả năng rằng là trong quá trình thi công ấy là các nhà thầu thi công cũng như tư vấn giám sát là không giám sát kỹ cái việc xử lý cái đường ống nhiệt đó như thế nào cho đúng thiết kế và để cho nhiều nước nó thâm nhập nhiều vùng và có thể mở ra được một cái rãnh nó to hơn, lớn hơn và nó không đảm bảo cái lưu lượng chảy là 30 lít nước, 30 lít giây. Do đó đấy là nước chảy tòe loét xuống thì nhìn bên ngoài vào thì rất sợ. Chứ nếu xử lý khắc phục xong được cái này đấy thì tôi cho không có vấn đề gì. Như vậy là có thể định nghĩa là cái hiện tượng nước chảy ra từ thân đập không phải là do rỉ nước, do nước ngấm qua đập mà do cái quá trình thiết kế thi công đã không đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật mà dẫn đến cái hiện tượng đó. Với tư cách là một người đã làm 40 năm trong ngành điện và đã qua rất nhiều công trình thủy điện thì ông có cái đánh giá như thế nào về cái câu chuyện là sau 48 giờ đồng hồ, thậm chí là hơn 48 giờ đồng hồ sau khi có những cái hiện tượng như vừa rồi thì mới có cái kết luận
của các cơ quan có trách nhiệm. Liệu cái việc này có phải là chậm không? Việc này tôi cho là cái trách nhiệm đầu tiên là của chủ đầu tư và trực tiếp là ban quản lý dự án và trực tiếp nữa là công ty tư vấn thiết kế, là công ty tư vấn điện 1 và các nhà giám sát. Thì đáng lẽ ra đấy là quá trình thi công và nghiệm thu phải làm hết sức chặt chẽ, mà đến khi sự cố đã xảy ra rồi thì lập tức họp với nhau để bàn biện pháp triển khai xử lý khắc phục, nhưng làm quá chậm. Như vậy trách nhiệm là thuộc về các cái đơn vị này. Như ông có nói rằng là đáng lẽ là phải tập trung để bàn giải pháp khắc phục, nhưng mà trên thực tế cách đây 2 hôm thì chúng ta đã nhìn thấy là một cái hình ảnh có thể nói là rất thô sơ, các công nhân dùng bao tải và máy khoan để khoan những cái lỗ để nhằm bịt lại các cái đường nước thấm ra. Có thể thấy bài học gì cho cái câu chuyện chung, đó là việc xây dựng và vận hành các công trình thủy điện hiện nay đang rất phát triển nước ta? Theo tôi thì xử lý cái rò rỉ này, xử lý cái các cái dây nhiệt này đấy chưa tốt đấy, là bây giờ phải làm cái trục ở phía thượng lưu để ngăn nước, không cho nước chảy vào trong đường ống, rồi sau đó bắt đầu mới đục, mới khoan, mới xử lý đúng thiết kế, chỗ nào bê tông hỏng phải đúc lại bê tông, và làm xong rồi đấy là phải đường ống, làm đường ống hoàn toàn để đường nước thoát ra theo đúng tiết diện của thiết kế vẽ ra, thì chắc chắn là cái dòng chảy 30 lít giây đó không ảnh hưởng gì tới toàn bộ thân đập và toàn bộ hệ thống đập cả, và nó chỉ là cái rãnh nhiệt để xử lý cho việc là co giãn thân đập khi mà có tình trạng co giãn xảy ra. Thế còn tôi khẳng định với các anh là trên thế giới này, kể cả lớn nhất là đập Tam Hiệp, rồi ở chúng ta là đập Sơn La, cũng đều có cái rãnh nhiệt như vậy cả. Chứ đấy không phải là một chuyện rò rỉ bình thường, rò rỉ theo cái khái niệm là đập hỏng mới rò rỉ, mà đây rò rỉ ở chỗ rãnh nhiệt. Xin cảm ơn ông Trần Minh Ngãi với những cái ý kiến bình luận rất ngắn nhưng mà rất thực chất và có tác dụng, có thể trấn an được dư luận. Thưa quý vị và các bạn, sự việc xảy ra tại thủy điện Sông Chanh 2, một công trình thủy điện lớn nhất ở miền Trung, rõ ràng là một sự việc ngoài ý muốn của tất cả mọi người, bởi bất kỳ sự cố nào liên quan đến thủy điện thì cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Xin được nhắc lại là thủy điện Sông Chanh 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2006 gồm 2 tổ máy và đến 2010 thì cả 2 tổ máy đều chính thức đi vào hoạt động. Bờ đập hiện đang bị rò rỉ nước, được xây dựng nằm sát tuyến tỉnh lộ 616 và chỉ cách thành phố Tam Kỳ, thủ phủ của tỉnh Quảng Nam, có 55 km. Và những cái sự việc diễn ra tại đập thủy điện Sông Chanh 2 khiến cho nhân dân ở xung quanh con đập cũng như vùng hạ lưu vô cùng lo lắng. Và những lo lắng này thực sự là những lo lắng chính đáng và rất cần nhận được những dấu hiệu vào cuộc đầy trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Còn nhớ, chỉ trong thời gian ngắn trước đây, tại miền Trung đã liên tiếp xảy ra nhiều sự cố liên quan đến các thủy điện và đập thủy điện. Gần đây nhất là việc một số thủy điện miền Trung xả lũ gây thiệt hại cho bà con nông dân sống và canh tác ở hai ven bờ các hạ lưu con sông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho những bản tin tiếp theo về sự cố tại thủy điện Sông Chanh 2 trong các bản tin gần đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn và mời chị Văn Anh theo dõi. Vâng, xin cảm ơn anh Văn Thành. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện tại cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng trong gần 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận hơn 15.000 ca mắc tay chân miệng, cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Cũng theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thì Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Hải Phòng là những địa phương có số bệnh nhân mắc cao nhất, mỗi tuần có đến 170 bệnh nhân phải nhập viện. Giải thích về những nguyên nhân dẫn tới việc bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp và gia tăng số người mắc, đại diện Bộ Y tế cho biết thời tiết nóng ẩm và mưa là điều kiện lý tưởng để virus này phát triển. Hiện ở Việt Nam, cùng một lúc lưu hành nhiều chủng virus gây bệnh khác nhau nên trẻ có thể mắc nhiều lần vì không có miễn dịch chéo giữa các chủng gây bệnh. Chủ yếu là vẫn là do EV71, Coxsackie và Ecovirus. EV71 thì chiếm khoảng 30% trong tổng số các trường hợp mắc bệnh, và ở các cái tỉnh phía Nam thì vẫn là cái chủng C4, và ở các cái tỉnh miền Bắc thì vẫn là cái chủng C5, là cái chủng mà vẫn gây bệnh ở các cái năm 2009, 2010, 2011 ở nước ta. Tỷ lệ người này mang trùng trong một cái ổ dịch tay chân miệng chiếm khoảng 71%. Đấy, như vậy là cái việc mà lây lan từ các cái người này mang trùng sang cho các cái đối tượng dễ mắc bệnh, đấy là các trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 3 tuổi, hiện nay là 81%. Bộ Y tế cảnh báo, năm nay dịch tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm hơn do ngành y tế đã có kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, việc sử dụng gamma globulin là thuốc điều trị cho bệnh nhân nặng đã được mở rộng tuyến điều trị và bảo đảm sẵn sàng cho trẻ nặng có chỉ định. Vấn đề đặt ra hiện nay là ý thức phòng ngừa bệnh của người dân chưa cao. Có nơi hỏi thì người dân cũng có thể biết về kiến thức, nhưng mà khi thực hành thì cũng chưa thực hành được tốt, đặc biệt cái là rửa tay, chăm sóc trẻ. Phòng bệnh hữu hiệu nhất hiện nay ấy,
là đảm bảo các cái điều kiện vệ sinh cá nhân. Cái vệ sinh cá nhân ở đây thì phải đề cập mấy vấn đề. Thứ nhất là ăn sạch, thì cố gắng làm sao mà giữ cho các cháu ăn chín uống sôi, không bị để lây bệnh. Vì virus nó có thể phá hủy trong cái điều kiện trên 70 độ, trong vòng 1 phút, 2 phút là virus đã bị phá hủy rồi. Cái thứ ba do tiếp xúc thì chơi đồ chơi sạch và tay phải sạch. Nhằm hạn chế tình trạng lây lan bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng và huy động các nguồn cấp xà phòng cho trẻ dưới 3 tuổi với khoảng 5 triệu hộ. Vào rạng sáng nay, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại lò bảo ôn của nhà máy sản xuất sơ polyester thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành ở thành phố Thái Bình, khiến 11 công nhân bị thương. Theo thông tin ban đầu, dây chuyền sản xuất của công ty này đang vận hành thì bất ngờ lò bảo ôn bị nổ. Trong số 11 người bị thương, hiện có 3 người đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Thái Bình, còn 8 người được chuyển đến điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Những trường hợp nhẹ hơn được điều trị tại khoa bỏng người lớn, còn 3 trường hợp bỏng nặng với diện rộng hơn 80%, độ sâu từ 30 đến 50% đang được theo dõi đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực. Theo khi nhập viện, 3 bệnh nhân này đã được các bác sĩ cho đặt ống nội khí quản, bổ sung dịch thể, dùng thuốc điện giải giảm đau. Đây là vụ bỏng hơi có số người nhập viện nhiều nhất tại Viện Bỏng Quốc gia từ đầu năm đến nay. Như chúng tôi đã đưa tin, tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ chặt phá rừng đầu nguồn nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8 đã bị lâm tặc chặt hạ. Vụ việc đã được phát hiện từ tháng 7 năm ngoái và tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 2 đoàn thanh tra để xác định số gỗ lâm tặc cất giấu trong rừng. Tuy nhiên, khi báo cáo với các ngành chức năng của tỉnh, chủ rừng là công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn và 2 đoàn kiểm tra xác nhận số gỗ chỉ khoảng 150 mét khối. Chủ rừng và hạt kiểm lâm Hương Sơn đã thu gom được hơn 100 mét khối. Chỉ khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp thu gom thì mới phát hiện và thu hồi thêm 198 mét khối gỗ nữa. Trước vụ việc nghiêm trọng này, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và thành lập ban chuyên án do Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp phụ trách tiến hành điều tra, xác định rõ đối tượng chặt phá rừng và những vi phạm, cũng như trách nhiệm của các cá nhân đơn vị địa phương liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiếp tục áp thuế chống trợ cấp vào sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế bị áp ngay lập tức từ 2,9% đến 4,7%. Tổ chức Hòa Bình Xanh công bố bằng chứng về những chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trong đó quần áo của những hàng hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Các quốc gia trong khu vực tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ trước việc Triều Tiên có kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng 4 tới. Nhật Bản hôm nay tuyên bố đang xem xét việc triển khai tên lửa để bắn hạ vệ tinh của Triều Tiên. Hàn Quốc thì tiếp tục gọi đây là một hành động gây hấn chống lại nhà nước Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này có thể triển khai tên lửa đánh chặn cả trên đất liền và trên biển trước khi Triều Tiên thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng 4 tới. Các quan chức này còn tuyên bố không loại trừ khả năng bắn hạ tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên nếu tên lửa vi phạm không phận của Nhật Bản. Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang xem xét khả năng đối phó với bất kỳ một tình huống nào do vụ phóng tên lửa này, trong đó bao gồm cả việc triển khai tàu khu trục và các bệ phóng tên lửa di động đến gần quỹ đạo dự kiến của tên lửa. Chúng tôi đang xem xét việc triển khai tên lửa Park 3 và các tàu khu trục Aegis đến đảo Okinawa. Không chỉ Nhật Bản, mà cả Mỹ và nhiều nước trong khu vực đều đã gọi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên thực chất là một vụ phóng thử tên lửa tầm xa, vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Trong khi đó, Triều Tiên bảo vệ kế hoạch của mình và tuyên bố khai thác vũ trụ là một phần quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ri Yu-ik một lần nữa tố cáo vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là một hành động đe dọa đến an ninh quốc gia. Hành động của Triều Tiên là một sự khiêu khích nghiêm trọng, chống lại nước Cộng hòa Hàn Quốc, chống lại cộng đồng quốc tế và cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Theo kế hoạch, tên lửa Unha-3 của Triều Tiên sẽ bay qua phía tây của Nhật Bản, trong đó có nhiều khu vực thuộc đảo Okinawa sau khi rời bệ phóng tại khu vực biển phía tây Triều Tiên trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Hôm qua, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhân vật quyền lực nhất của Iran, tuyên bố nếu Iran bị Mỹ và Israel xâm lược, Iran sẽ tấn công để phòng vệ. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp nhân dịp năm mới của Iran, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định lại Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không chế tạo chúng. Song nếu phải đối mặt với một cuộc xâm lăng, dù là chế độ Mỹ hay Israel, thì để tự bảo vệ chính mình, Iran sẽ tấn công.
Ông Khamenei còn cáo buộc mục tiêu thực sự của Mỹ và các đồng minh châu Âu là nhằm kiểm soát các nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của Iran. Những bình luận trên càng củng cố lập trường của Iran trong bối cảnh nước này phải đương đầu với những đe dọa của Mỹ và Israel về khả năng sử dụng hành động quân sự. Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington sẽ duy trì tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để gia tăng áp lực đối với Iran. Còn EU cũng cho biết vừa tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran. Rạng sáng nay, một quả bom tự tạo đã phát nổ bên ngoài Đại sứ quán Indonesia ở Pháp. Tuy không gây thương vong, song vụ nổ đã làm hư hại nghiêm trọng nhiều công trình lân cận hiện trường vụ nổ. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương, hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom này. Vụ nổ bom bên ngoài Đại sứ quán Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, diễn ra trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao đang bao trùm toàn nước Pháp sau loạt vụ xả súng đẫm máu trong 10 ngày qua tại miền Tây Nam nước này khiến nhiều người thiệt mạng. Bộ Thương mại Mỹ hôm qua tuyên bố sẽ đánh thuế chống trợ cấp vào sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, các sản phẩm pin mặt trời và các bộ phận được lắp ráp từ pin mặt trời của Trung Quốc sẽ bị áp thuế ngay lập tức từ 2,9 đến 4,7%. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ có kết luận điều tra về các cáo buộc từ các công ty Mỹ rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang hưởng lợi lớn từ những trợ cấp của chính phủ nước này trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực khác. Các nhà sản xuất Trung Quốc cho biết họ thất vọng trước phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế lên các sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc vì cho rằng các sản phẩm này được chính phủ trợ giá. Chúng tôi rất thất vọng trước phán quyết của Mỹ bởi chúng tôi nghĩ nó không công bằng. Chúng tôi sẽ đấu tranh và tiếp tục kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ. Chúng tôi sẽ sử dụng bất cứ công cụ pháp lý nào để đạt được mục tiêu của mình. Theo Bộ Thương mại Mỹ, một ủy ban song song đang điều tra xem liệu các nhà sản xuất Trung Quốc có bán phá giá pin năng lượng mặt trời tại thị trường Mỹ hay không, và phán quyết sẽ được đưa ra sau 2 tháng nữa. Ngoài ra, bộ này cũng cho biết các tấm pin năng lượng mặt trời được sản xuất tại các nước khác nhưng sử dụng tế bào quang điện của Trung Quốc cũng sẽ phải chịu các loại thuế chống phá giá và trợ cấp. Tổ chức Hòa bình Xanh hôm qua đã công bố bằng chứng về những chất độc hại trong quần áo của những hàng hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Những chất độc hại này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như môi trường. Theo Tổ chức Hòa bình Xanh, những hóa chất độc hại trong quần áo đã gây ảnh hưởng đến môi trường khi các nhà máy hay người sử dụng giặt quần áo và nước thải đó đổ ra sông, hồ hay biển. Tổ chức Hòa bình Xanh đã xét nghiệm một số loại quần áo và đo tỷ lệ phần trăm các loại hóa chất độc hại NPES trong nước giặt quần áo. Trong cuộc họp báo công bố kết quả, Tổ chức Hòa bình Xanh cho biết các loại quần áo của các hãng hiệu nổi tiếng như Abercrombie & Fitch, G-Star, Calvin Klein đều thải ra chất độc hại NPES trong quá trình giặt. Cuộc thử nghiệm trên cũng cho thấy ngành dệt may đã gây ô nhiễm nguồn nước trên thế giới. Các hóa chất độc hại như NPES đã được sử dụng trong ngành dệt may. Khi họ sử dụng các loại hóa chất này, họ thải chất độc ra môi trường và chúng cũng bám trong các loại quần áo. Chúng tôi tìm thấy loại hóa chất này khi giặt quần áo và các loại hóa chất này đã được đổ xuống sông, hồ hay biển. NPES là hóa chất được dùng để làm chất tẩy trong sản xuất công nghiệp, bao gồm cả sản xuất sợi tự nhiên và tổng hợp. Chất tẩy này được phân hủy thành chất NP, có thể tích tụ lại trong cơ thể, gây ảnh hưởng đến hệ thống sinh dục và tăng trưởng, gây rối loạn khả năng sinh sản. Tổ chức Hòa bình Xanh đã phát động nhiều chiến dịch lên án ngành sản xuất quần áo cho những chất độc hại trong các sản phẩm của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên họ đưa ra bằng chứng về các chất độc hại thải ra môi trường. Tổ chức này cho rằng bằng chứng này sẽ làm tăng quy mô và sự khẩn cấp của vấn đề. Chúng tôi đã kiểm tra quần áo của một số hàng hiệu nổi tiếng như Calvin Klein, G-Star, Abercrombie & Fitch, H&M, Adidas, và chúng tôi đã thấy những hóa chất độc hại được thải ra nguồn nước khi giặt những loại quần áo này. Tổ chức Hòa bình Xanh đang kêu gọi các hãng hàng hiệu nổi tiếng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi sản phẩm quần áo của mình, nếu không sẽ gặp phải sự tẩy chay của người tiêu dùng. Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc phía Trung Quốc đã bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNG-66101TS và QNG-66074TS. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm nêu rõ lập trường của Việt Nam và đang tiếp tục đấu tranh để giải quyết vụ việc, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2012 đã được khai mạc tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia đông đảo của các đại sứ và đại diện các đại sứ quán, trưởng phái đoàn và đại diện các tổ chức quốc tế. Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2012 do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh nhấn mạnh, tiếng Pháp có ý nghĩa rất quan trọng là sợi dây kết nối các quốc gia và dân tộc ở khắp các châu lục vì mục đích chung là hòa bình, hợp tác và phát triển. Do đó, tất cả các thành viên của cộng đồng Pháp ngữ cần nỗ lực hết mình trong các hành động cụ thể, tăng cường sức mạnh tình đoàn kết Pháp ngữ, phát huy tiếng nói và vai trò trong các vấn đề quốc tế, hỗ trợ các quốc gia thành viên giải quyết các khó khăn của mình để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, bình đẳng và thịnh vượng. Bà Anissa Barak, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, nhấn mạnh Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc củng cố mối liên hệ giữa các nước Pháp ngữ trong khu vực với các nước Pháp ngữ ở các châu lục khác. Bà Anissa Barak cũng hoan nghênh những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường giáo dục tiếng Pháp, tham gia các hoạt động chính trị, hợp tác Pháp ngữ, đồng thời khẳng định Việt Nam cùng với các nước Thái Lan, Lào và Campuchia là nhân tố chính thúc đẩy hợp tác giữa Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và ASEAN. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF tại Hà Nội cũng sẽ quyết tâm trong việc thực hiện các mục tiêu vì hòa bình, phát triển và đối thoại văn hóa. Nhân dịp này, một số cá nhân đã được nhận giải thưởng nhằm tôn vinh những người Việt Nam đã có công lao vì sự nghiệp ngoại giao cho sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2012 tại Việt Nam sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Doanh nghiệp xã hội có thể trở thành một đối tác giúp các doanh nghiệp lớn thực hiện trách nhiệm xã hội của mình một cách hiệu quả. Đây là thông điệp của cuộc hội thảo do Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam chúng ta thì khái niệm doanh nghiệp xã hội vẫn còn mới mẻ, nhưng những gì họ đã làm được cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc chung tay cùng nhà nước và doanh nghiệp tư nhân giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Bách Na, một người Bỉ, đã mở ra chuỗi cửa hàng Mekong Quilt này được hơn chục năm nay. Điều khiến Mekong Quilt không lẫn với các cửa hàng khác là ở chỗ những sản phẩm này do những phụ nữ nghèo tỉnh Bình Thuận làm và cách sử dụng lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Trong 100 đô đó thì là 50%, 50 đô đó mình sẽ gửi về là trong các vùng đó. Một là để giải quyết tiền công, thứ hai là để trả tiền cho học bổng cho học sinh nghèo hoặc đào tạo hoặc cho vay vốn nhỏ là đến hội thảo với chiếc xe đạp tre, một sản phẩm mới nhất cũng của người nghèo. Ông Bách Na mong muốn được chia sẻ những gì doanh nghiệp xã hội của mình đang làm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những doanh nghiệp lớn có mặt tại đây hôm nay như Unilever, IBM, Microsoft. Sự hỗ trợ ấy có thể về nguồn vốn, tư vấn nâng cao năng lực, những điều mà các doanh nghiệp xã hội non trẻ đang rất thiếu thốn. Nhưng nhu cầu hợp tác không phải từ một chiều. Bản thân các doanh nghiệp lớn cũng có thể thông qua các doanh nghiệp xã hội để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, nhờ đó tăng cường sức mạnh thương hiệu cũng như uy tín của mình. Ở Bangladesh, công ty sữa Danone của Pháp đã xây dựng một nhà máy sản xuất sữa chua giàu vitamin, dùng nguyên liệu từ địa phương và lại thông qua tổ chức Gramin để phân phối sữa cho trẻ em nghèo. Giá sữa rất rẻ để người nghèo mua được, và cả Gramin lẫn Danone cam kết sử dụng lợi nhuận có được cho chính cộng đồng dân cư. Nếu các công ty đa quốc gia có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội giải quyết các khó khăn của họ như vốn, năng lực, thì họ sẽ thành công trong các hoạt động ở cộng đồng. Vậy là cả hai bên đều cùng có lợi. Doanh nghiệp cũng có thể đưa đến cái khái niệm là thông qua các cái doanh nghiệp xã hội, mình cũng thực hiện được cái việc là mình hỗ trợ cho cái xã hội phát triển. Thế nhưng mà muốn như vậy thì tôi nghĩ trước mắt là cái khái niệm cái doanh nghiệp xã hội cần phải được tuyên truyền nó rộng rãi hơn nữa. Hội thảo ngày hôm nay là một trong những nỗ lực đưa các doanh nghiệp xã hội tiến gần hơn tới việc được thừa nhận và được nhận sự hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau để phát triển vì cộng đồng. Những người phụ nữ ở đây hơn một chục năm nay có công việc này để tạo thu nhập cho gia đình. Vài 3 triệu đồng một tháng, nhưng với một vùng đất thuần nông còn nghèo như huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, thế đã là quý. Điều đáng quý hơn, họ đang gián tiếp góp phần mang lại sự đổi thay cho một cộng đồng rộng lớn hơn là chỉ gia đình mình. Những đồng lãi từ Mekong Quilt và sự đóng góp từ các nhà hảo tâm được dùng cho chương trình chăm sóc răng miệng của trẻ, cho các lớp trẻ khuyết tật và để cho vay vốn ở 11 xã trong huyện. Các doanh nghiệp xã hội này đã bám rễ sâu ở cộng đồng và đã xây dựng được những mạng lưới đủ mạnh để triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.